Chào mọi người, 12 giờ trưa nắng đi quan trà nha mọi người. À, tình hình là thèm cái món cá lăng nó chua lâu lắm rồi. Nhưng mà mùa này thì đi câu cá lăng không có. Nên ra bây giờ mình đi chài một mớ cá nhỏ về để chiều mình đi cắm câu nha các bạn. Ao này thì nước bây giờ nó cạn lắm, nước nó tầm khoảng còn 2 tấc nước thôi. Cá thì cá tự nhiên các bạn, cá đồng nó có sẵn á, chứ nó không ai thả cá đây hết nha. Để mình chài thử mấy phát rồi là bắt một mớ cá nhỏ để chiều mình đi cắm câu cá suối nha các bạn. Cắm câu cá lăng suối nha. Ok. Cá sặc các bạn ơi. Cá sặc nha mọi người. Cá sặc này là cá sặc đồng nó tự có thôi. Sặc cơm nè các bạn ơi. Mình tranh thủ mình thả vô xô nó chết bạn, phơi nắng nó chết mất. Đây này. Có con gì à các bạn ơi? Ui ơi. Ui con ếch các bạn ơi. Ui ngon rồi. Ếch đồng này mọi người. Ui con cá trê nữa này. Cá này là nó tự nhiên nó có nha bạn. Tự ở ngoài nó vô chứ không là không ai thả nuôi đâu. Trê đồng mình nè. Ui ếch các bạn ơi, ngon rồi. Hèn chứ thấy thả xuống thấy chạy chạy chạy. Coi còn gì không. Đây. Mấy con nhỏ nhỏ này các bạn ơi, là mồi cắm câu siêu ngon luôn á. Mình cố gắng mình bắt khoảng 20 con nha. 20 con chiều mình đi cắm 20 cần được rồi. Con này cắm này cũng nhạy lắm các bạn ơi. Nè. Rô đồng. Chài một phát được có 1-2 con thôi. Chịu khó ha. Chịu khó mình bắt nhiều. Như đổ lửa luôn các bạn, mình chạy xe ngoài đường mà bị hốc luôn. Thì các bạn thấy nước rất là cạn và nó mất cái dòng chảy luôn rồi. Ở trên mặt nước nó có một cái lớp tảo đóng các bạn. Nếu mà có dòng chảy thì nó sẽ không có cái lớp tảo này. Hãy nhìn thấy. Nếu mà trong vòng một tháng tới mà không có cơn mưa lớn nào thì sẽ rất là căng luôn. Nước sẽ cạn nữa các bạn. Đây. Mình hồi nãy hồi trưa đi chài được một ít cá các bạn, để đây không biết nó có chết không. Rồi chết rồi, mình đổ đây ha. Chết hết mấy con rồi. Ui nó nóng quá nó chết các bạn. Được mười mấy con thì con này còn cắm được nè. Được mười mấy con nhưng mà ui này chết hết mớ rồi, chết hết cả nửa luôn các bạn. Cá rô rồi. Đó. Thì cá sặc cũng chết luôn rồi. Yếu dữ ta. Ui còn được bao nhiêu thì cắm bấy nhiêu nha các bạn. Khoảng đâu được hơn chục cần thôi thì mình sẽ đi thả mấy tay lưới trước nha. Hôm nay có mang theo mấy tay lưới nữa, đi thả kiếm cá ăn đã, rồi coi mà nó có dính cá nhỏ thì mình bắt mình cắm câu luôn. Nước này thì nên thả mấy tay lưới cắt ngang suối nha mọi người. Thank you.
thả lưới xong bạn, trời đang chuyển mưa, chiều nào chuyển mưa thề luôn. Bây giờ mình kế hoạch tiếp theo là mình sẽ đi cắm câu nha bạn. Cắm câu xong rồi mình sẽ quay lại mình thăm một vòng lưới coi dính cá mình gỡ chứ. Đây cần câu của mình đây. Đó, có mồi sống thì mình cắm mồi sống, còn mồi chết thì mình cắm mồi chết ha. Vòng vòng cái vịnh này thôi, không có đi đâu xa hết, tại vì xung quanh nước nó cạn lắm rồi các bạn. Rồi, ok. Tháng này nước khá là trong cho nên là mình cắm mình sẽ để cái mồi cho nó sâu xuống nha mọi người. Còn cái tháng mà mùa mưa thì mình sẽ để cái mồi nó trên cạn. Đấy. Mồi câu nha mọi người. Này thì có thể dính cá lăng, cá lóc, rồi cá bóng, cá tràng, đủ thứ hết luôn. Nói chung là mấy con săn mồi ấy. Đó, thế là xong một cần. Có mồi sống thì mình sẽ cắm mồi sống các bạn. Còn mồi chết thì mình sẽ cắm mồi chết luôn. Mồi nào cá nó cũng ăn mà. Vậy mồi sống thì nó sẽ nhạy hơn thôi. Đây các bạn ơi, một con nữa nha, con này còn sống. Đây, nó sẽ bơi bơi thế, cá tối cá nó sẽ, cá bự nó sẽ ra nó ăn ha. Đây, con cá mồi khá là bự luôn. Sống các bạn, được mấy con còn sống. Đấy. Mình lựa cái thế cắm lại, trong đây nó có cái bụi nè. Cắm ngay đầu bụi luôn, khả năng dính cá nó sẽ cao hơn. Một em cá rô đồng, thấy to to vậy thôi chứ thực ra con cá lăng bằng cổ tay là nó xử lý con này trong một nốt nhạc luôn các bạn. Không phải vấn đề gì khó khăn đâu ha. Ui chạy kìa. Mồi phải dày mới ngon, mới câu mới nhạy được các bạn ơi. Còn mấy con mồi chết này thì ngâm cầu may thôi. Đây có cái bụi xuống đẹp các bạn ơi. Cái này thì không biết tại sao mình nhìn thấy cái bụi xuống này là mình nghĩ tới con cá lóc đó. Biết có sao đẹp không? Thấy vậy chứ mùa nước nước mưa xuống nước đầu nguồn về là nó trôi hết các bạn, nó không có nằm được tới năm sau đâu. Mình cắm câu cũng tương đối rồi, bây giờ đi vòng lại một vòng xem những cái tay lưới coi có dính cá thì mình gỡ nha các bạn ơi. Gỡ trước không để mai nó chết hết. Rùa biển các bạn ơi, mình sẽ gỡ trước nha để mai nó tụt luôn rồi. Đu phi. Hai con gần ngay chỗ luôn. Mình sẽ gỡ trước mấy con này các bạn. Đây, đã chưa? Rùa biển to quá không cắm câu được rồi. Ui trời. Rùa biển thường rùa biển dính rất là lẹ các bạn. Nè. Còn vàng ống luôn các bạn ơi. Con này thì cực kỳ dễ gỡ luôn. Mình chỉ cần rị ra thôi. Hết. Ui. Ui đây nữa nè. Đây các bạn ơi. Quá trời nè. Cái này mình văng cắt suối dễ dính cá lắm các bạn. Còn nước nó chảy á thì mình phải văng áp vô bờ. Nước này văng ngang suối thoải mái luôn. Một màu vàng ống luôn các bạn ơi. Hai em. Bắn như tên lửa. Ở dưới này nó có một cái ổ con cá lau kiến các bạn. Con cá lau kiến nó đang nằm dưới đó luôn. Để mình quay phim cho các bạn xem nha. Tức là lau kiến chỗ mình nó sẽ làm ổ như thế này nè. Đấy, cho nên là lau kiến thì có thể đi bắt nó bằng cách là đi mò các bạn. Đi mò mình thấy cái hang nó sẽ nằm đút cái đầu vô, cái đuôi lọ ra ngoài mình chụp thôi. Nhiều người bắt hay lắm. Dính nó không ạ? Ui, bự. Toàn là nó không mọi người ơi. Rùa biển dính trước không à, mấy con khác chưa tới giờ nó di chuyển đâu. Rồi. Quá đã luôn. Bự các bạn ơi. Tí rớt mất rồi. Xíu rồi rớt mất rồi. Quá phê. Quay lại rô này. Dính quá trời.
ui, hai con đi theo bầy này, cái tội đi theo bầy này. Đây, ui bữa nay rô biển bự không các bạn ơi, chào bá không. Đây nè, quá ngon luôn. Chiều gió lên mát thôi các bạn. Mình dạo lại một vòng thì cũng khá là nhiều rô luôn. Đổ ra mọi người xem nhé. Đây, mùa rô biển quê mình đây. Ui, gai nó đâm đầu lắm các bạn. Con toàn con bự bự không này. Quá đã luôn. Hơn ký các bạn, hơn ký rô biển rồi. Đảm bảo một lượng cá về ăn. Thôi, mình cũng chiều trễ rồi, mình soạn về nha mọi người. Sáng mai lại vô thăm thôi. Chính mưa to các bạn ơi. Mình thả mớ cá rô xuống ao nha. Tại vì cá rô biển trên tủ lạnh mình còn nhiều lắm, ăn hết đâu, nên là thả xuống ao nha mọi người. Mấy con cò này nó cứ canh ăn cá của mình nha. Ơi, thả xuống ao các bạn ơi, rô biển hôm nay còn sống khỏe lắm. Ấy, một con, ba con, ui ngon, còn khỏe bạn ơi, bốn con, 19, 20, rồi hết rồi, 20 con rô biển các bạn, rồi vô đây ở nhé. Sáng sớm nắng rồi các bạn. Sáng này tính đi, bữa nay đi hơi trễ một chút xíu vì ở nhà con cu co hồi sáng ông nghịch mình quá. Rồi không biết cái thuyền còn không đây. Mình vội quá, mình để thuyền đây luôn. Rồi vẫn còn nha mọi người. Đây nè. Thôi đi thăm câu nha mọi người ơi. Hôm nay trang bị bao tay các bạn ơi. Tại vì mỗi lần mà đi thăm lưới về đó là cá nó đâm cái tay mình, nó nhức tới 2-3 ngày sau mới hết rồi. Nó mệt mỏi lắm. Nên là hôm nay có bao tay đi ha. Rồi đi lên thăm mấy cái cần câu trước đã. Rồi ủa giật quá trời mà. Ôi có cái cần này mình móc cá chết nha mọi người. Ui, mọi người xem nè. Con gì á? À, con ếch. Cá ếch, ếch các bạn ơi. Rồi. Con ếch chứ không phải con cá nha mọi người. Ui ếch kìa. Bự. Sao mình gỡ xuống các bạn xem. Cái chỗ này, cái cần này là mình cắm cái bằng cái con cá chết các bạn. Ếch nó ăn nè mọi người. Ui, tưởng cá bóng chứ nhìn nó đen đen. Trời. Đây các bạn ơi, quá khủng luôn các bạn. Lần đầu tiên cắm câu mà dính ếch luôn á. Cắm bằng con cá chết nha mọi người, con cá sặc bướm chết á. Vậy là chiều hôm qua mình chài được con ếch, bữa nay cắm câu thêm con nữa là tối trưa nay là có canh chua ăn rồi. Trưa nay có canh chua ếch các bạn ơi. Rồi hoa súng sáng nay nó nở đẹp ghê các bạn, nhưng mà rất tiếc rồi, tí nữa mình phải bẻ nó về để mình ăn canh chua hết. Rất là đẹp nha mọi người ơi. Được 2, 4, 6 cái búp vậy bạn. Cái đó thì nhúng canh chua ngon lắm. Rồi mình đi thăm câu tiếp ha. Ở cái vị trí đẹp như này mà không dính cá hả ta. Rồi cá mồi nó ăn mất các bạn ơi. Chỗ này cắm cá sống nè. Cá mồi bị ăn mất cái đầu các bạn thấy không? Không biết luôn. Chắc cua nó lên, cua ăn á. Cua ăn các bạn.
em. Ui, cá trắng các bạn ơi. Quá trời nè. Trời, ba con bự bự không bạn ơi, bốn con luôn. Ui, năm con, sáu con, ui, bảy con, ô, vô một đàn luôn các bạn ơi. Trời, kéo một lâu kiến hết hồn bạn, nó vừa cái bụng lên trước này. Ui, dính cả đàn luôn rồi bạn ơi. Ui, cả đàn thật, cả đàn cá trắng rồi. Ui, ui chết sình rồi mấy con này, hai ba con bị chết lâu rồi. Ui, đàn cá trắng to to nè. Ui, qua trời luôn bạn ơi. Cá tre suối các bạn ơi, đây con làm. Cá trắng, cá linh. Có phi nữa các bạn ơi, phi nhỏ nhỏ rồi. Đó. Hôm nay cá trắng còn toàn con bự bự này không nè, không có nhỏ, có linh to không người ta. Quá ngon luôn. Mình lấy lưới xong rồi, bây giờ bẻ bông súng đi về nha mọi người. Trưa nay làm nồi canh chua coi. Đó, cái này nhúng lẩu ngon lắm nha. Cái này cái này là con cá linh nha mọi người, cá linh. Còn ở đây là cá trắng với cá rô biển, cá thác lát, đồ tùm lum á. Hai rổ này thì cũng tầm khoảng 5 kg các bạn. Còn đây là cái hoa súng nè. Trưa nay mình sẽ nấu nấu cái lẩu con này nha. Trưa nay là làm lẩu con này. Con này to, con này phải 300 g các bạn. Con nhỏ thì hôm qua mình chạy bên cái ao á, con to thì ba lạng. Cho ít luôn.
bị lỗ thái các bạn ơi. Đây, bữa cơm đạm bạc thôi bạn ơi, ăn đúng một món một luôn á. Tại vì nhà còn gì nấu đấy rồi. Đây thì còn mấy trái đậu bắp mình cắt luôn nha. Với lại cái này là bông súng hồi sáng mình để này mọi người. Xôi rồi, cho vô. Bông súng với đậu bắp. Cái này thì nhanh chín lắm. Ê, ngon quá. Mồi ngon có viên ngon các bạn. Này các bạn ơi. Rồi, ăn cơm thôi, hai chồng mày tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì rất là may được bắt được con ếch bự nên là về có nồi lẩu ngay luôn. Ếch đồng tươi này về phải ăn liền chứ mà để tủ lạnh không ngon đâu. Ăn nóng liền nó mới ngọt. Trời nó nóng, nước dùng lẩu thái các bạn nó rất là ngon luôn. Cái này thì hơi thiếu một chút rau. Nhưng mà không sao, con rẫy thì như này là ổn lắm rồi. Cảm ơn mọi người theo dõi video nhiều nhé.